Kính thưa quý vị, và chia tay tiếng hát của chị Tăng Minh Phương, chúng ta cùng chào đón tiếng hát của một người được mệnh danh là năm người con gái, thì là có bốn người hát hay nổi tiếng rồi, và chị trong đó có là năm, như là ca sĩ Sơn Tuyền này, ca sĩ Thanh Tuyền này, ca sĩ Hương Lan này, và ca sĩ Giao Linh này, và cuối cùng chị đó là năm con gái. Chúng ta cùng đến với một câu chuyện của một người con gái qua ca khúc được mang tên Chuyện Tình La Lan. Xin mời chúng ta lắng nghe. Năm con gái xin chào các anh chị và các bạn. Chúc cả nhà mình thật là hạnh phúc, vui vẻ trong câu lạc bộ Giai Điệu Kết Nối Yêu Thương. Xin cảm ơn.